Hé lộ hậu trường các slot ảnh của mỹ nhân siêu vòng 1 khiến dân tình sốc nhiệt ngay đầu năm. Chọn hình tượng gợi cảm của minh tinh Hollywood Brigitte Bardot, Lý Nhã Kỳ lại một fan khiến dân tình dậy sóng với loạt ảnh táo bạo đến ngỡ ngàng. Bộ ảnh lấy cảm hứng từ những minh tinh Hollywood thập niên 1960, đặc biệt là Brigitte Bardot, huyền thoại sở hữu nét đẹp vô cùng gợi cảm, cả tính pha chút hoang dại. Với body nóng bỏng bốc lửa và ánh mắt biết nói tạo nên vẻ đẹp cổ điển và phồn thực cho Lý Nhã Kỳ. Nữ diễn viên đã cùng ekip hùng hậu của mình thực hiện bộ ảnh nóng bỏng tung ngay ngày đầu năm. Trong những thập niên 1950 và 1960, ở đỉnh cao sự nghiệp của mình, Brigitte Bardot là một biểu tượng gợi cảm và là chuẩn mực của sắc đẹp, không thua kém Marilyn Monroe. Lấy cảm hứng từ cô đào Viva Maria, Lý Nhã Kỳ chọn phong cách trang điểm sắc sảo nhấn vào mắt gợi cảm với mái phồng, phần tóc bông xù, hơi rối, vừa đáng yêu như búp bê. Nữ diễn viên sẵn sàng dùng tay che ngực trần quyến rũ và nóng bỏng, ăn mặc phóng khoáng trong các bộ đồ có phần táo bạo, phá cách so với những quy chuẩn thời trang Á Đông. Thường được gọi là mỹ nhân siêu vòng 1 của Vbiz, Lý Nhã Kỳ chuộng các kiểu trang phục khoe triệt để lợi thế thân hình. Cách kết hợp nội y cùng áo phanh cúc giúp Lý Nhã Kỳ khoe thân hình quyến rũ. Vòng 1 lớn từng khiến Lý Nhã Kỳ gặp nhiều bất tiện trong việc chọn trang phục. Gần đây, cô cẩn trọng lựa những bộ cánh phù hợp để trông sexy nhưng không phản cảm. Chỉ cần tạo những dáng vô cùng đơn giản nhưng Lý Nhã Kỳ toát lên vẻ sang trọng và thần thái không lẫn đi đâu được. Sở hữu làn da trắng sáng mịn mà, nữ nghệ sĩ dường như không có dấu hiệu lão hóa. Cô khoe trọn thân hình nóng bỏng và xương khoai xanh đáng ngưỡng mộ. Với góc chụp nghiêng, diễn viên kiều nữ và đại gia càng khiến cánh mày râu đắm đuối với sống mũi cao vút cùng đôi mắt to tròn long lanh. Quả không hổ danh là một trong những mỹ nhân không tuổi có nhan sắc lão hóa ngược, Lý Nhã Kỳ luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ bởi vẻ ngoài ngày một trẻ trung. Rạng rỡ chuẩn quý cô.